cái khu này mình sẽ làm dựng phòng giả để làm chỗ thay quần áo cho khách hàng. Mình nhìn từ sau ra trước nè, rất là dài các bạn, cái nhà này thuê rất là dài, dài dữ lắm mấy bạn ơi. Mình quay ra tới tuốt cảnh cảnh sau cho mấy bạn coi. Nhà cho thuê ở Sóc Trăng các bạn. Sau này cái kho này sẽ mở, ngay cái đâu đó là cánh cửa để làm cái kho, còn cái cửa chỗ này mình sẽ bích lại. Đó. Đây là một cái dành lối đi để cho nhân viên này nọ người ta vô toilet ta tắm đó mấy bạn. Mấy bạn thấy nhà này rất là dài các bạn ơi. Nhà ngoài đường mặt tiền ngoài rất là dài. Dài tốt như vậy sao mấy bạn thấy không? Dài không mấy bạn, dài kinh khủng. Đậu đất này dài tới 70 mấy mét mấy bạn ơi. Mình hôm nay là mình là thợ là sửa chữa, mình lãnh dự án này là sửa chữa mấy bạn ơi. Mình camera, bê thạch cao, điện đó, còn như phần lót gạch mình cũng làm luôn các bạn. Mấy bạn ai mà ở Sóc Trăng ai có nhu cầu sửa chữa Tết này nè cứ alo cho mình, giá cả thì ok. Mấy bạn, cái chủ trước người ta thuê làm áo cưới này nọ mấy bạn, rồi người ta đi người ta cắt dây điện hết trơn luôn, không chừa lại bóng nào mà không chừa lại dây nào hết trơn, bởi bây giờ muốn khui đường dây bây giờ phải cắt đó mấy bạn, cực đó mấy bạn. Chủ trước cũng kỳ, người ta để lại đi, chủ sau ta mướn. Bây giờ toàn bộ hệ thống điện là chủ trước đã cắt hết toàn bộ, cắt rồi rút dây luôn mấy bạn. Mà mấy bạn biết rồi, trần thạch cao và đóng rồi, trần bích và đóng rồi, muốn đi dây điện lại, móc dây điện lại chua lắm mấy bạn ơi. Bây giờ mình chỉ còn một cách đó, là mình đi nguồn, cắt con đường nguồn rồi mình sẽ đi âm xuống đất, tại cái nền này sẽ nâng gạch lên nha mấy bạn. Vậy mới được cái lợi thế đó mấy bạn, chứ bắt đầu mò lại từ đầu là chua lắm mấy bạn ơi. Nó bắt đầu na năng nền, mình sẽ lợi dụng cái nền này, mình sẽ đi âm dây với nền luôn, với nền gạch đó mấy bạn. Mình đã chuẩn bị đồ nghề, có dây điện này nọ sẵn. Đây là dây cáp mạng các bạn, dây cáp mạng là rất là tốt các bạn. Đó, cuộn đó là cuộn dây wifi nha mấy bạn, thạch cao mình đã đem lại cắt lại để mình giá vô mấy cái lỗ đèn đó đó mấy bạn. Mình sẽ giá lại hết, giá lại xong lên chép bê cho nó liền lại. Cái hệ thống đèn ở đây sẽ người ta đi đèn gây nha mấy bạn, gây để chiếu sáng shop quần áo mấy bạn, chứ ta không có xài đèn tròn nữa, ta xài đèn gây. Còn như mấy cái tường này sau này người ta sẽ đánh cái kiểu lượng rất là đẹp nha mấy bạn. Mình khi nào mình hoàn thiện rồi mình sẽ quay cho mấy bạn coi nha. Mấy bạn ai có quan tâm đến mình làm thì xin đăng ký, rồi mình hoàn thiện khâu nào mình sẽ quay lại cho mấy bạn coi. Đó. Mình thì ở Sóc Trăng, mình thì lãnh trang trí nội thất, bê thạch cao, điện nước. Bên mình làm rất là ok các bạn. Mấy cơ sở lớn như vậy mà còn mình còn làm thì mấy bạn biết là mình làm là ok rồi. Mấy anh em thợ nào quan tâm này nọ thì nhắn tin comment chỉ mình thêm góp ý. Đó, hệ thống điện bây giờ là đang nổi mấy bạn. Mình thì chắc cũng lợi dụng cái đường nổi luôn rồi, không có cắt tường nhiều mấy bạn ơi, tại chủ shop sau này cũng nói có khả năng là hạn chế cắt, tại cái đây mình mướn mà mấy bạn, nhà cũng người ta cắt hoài nhiều kỳ đó mấy bạn, cắt một hai lần thì được, cắt nhiều quá chủ ta la mất công. Mình cũng có sự đồng ý của chủ shop sau rồi mấy bạn. Mình
mình mà được căn nhà này vậy là ở ok mấy bạn ha. 70 mấy mét đâu phải ngắn đâu mấy bạn. Thôi xin chào mấy bạn nha. Mấy bạn xem video cho mình xin một lượt đăng ký và một lượt like, share, subscribe cho mấy bạn. Ủng hộ nghe mấy bạn. Mình sẽ ra nhiều clip hay hơn ạ. Khi hoàn thiện mấy cái khung này rất là đẹp. Mình xin nói thêm chút xíu. Sẽ có mấy cái quầy rất là đẹp. Quầy là kiểu cực kỳ luôn, kiểu cực kỳ mới nhất, hiện đại nhất luôn. Khi nào mình xong mấy cái kiểu đó mình sẽ up lên cho mấy bạn coi. Thôi xin chào mấy bạn nha.